giáo viên Philippines sang Việt Nam họp bất ngờ, nói một câu khi học sinh Việt Nam vượt xa Philippines. Các bạn thân mến, trước đây có vài người bạn ngoại quốc của mình đã từng nhận xét Việt Nam là một đất nước ngược đời. Bởi lẽ, đất nước cờ đỏ sao vàng chỉ là một quốc gia có diện tích nhỏ bé, nền kinh tế thu thờ nhập người dân cũng chỉ ở mức trung bình, đã thế còn sinh sau đẻ muộn, nhưng bằng cách nào đó lại có thể sản sinh và đào tạo ra biết bao thế hệ nhân tài, càn quét các bảng xếp hạng trên các trường đua tri thức trong và ngoài nước. Thậm chí là đến những siêu cường hàng đầu thế giới còn phải nhường chỗ cho Việt Nam chúng ta. Mới đây, một giáo viên người Philippines đã có chuyến công tác tới Việt Nam. Tại đây, người giáo viên này đã rất bàng hoàng về khả năng của học sinh Việt Nam và đã phân tích rất chi tiết khi so sánh với học sinh của Philippines. Vậy cụ thể nguyên nhân gì mà người giáo viên Philippines này đã nghĩ đó là nhân tố để học sinh Việt Nam đứng đầu thế giới? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Vừa qua, một giảng viên Philippines, người vừa được đại diện cho nhóm doanh nghiệp khối giáo dục Philippines tham gia chuyến công tác thăm hỏi và học tập bổ túc kiến thức giáo dục tại Việt Nam. Sau khi Bộ Giáo dục Philippines nhận thấy sự xuất sắc của hệ thống giáo dục Việt Nam có thể mở ra những bài học kinh nghiệm quý giá cho sự nghiệp phát triển giáo dục tại nước này. Tại đây, nữ giảng viên đã nhận thấy Việt Nam đang sở hữu một nền giáo dục quá mức khác biệt với phần còn lại của Đông Nam Á, đến mức cô phải thốt lên rằng: "Tôi đã biết là Việt Nam đã nổi tiếng từ lâu với một nền giáo dục phát triển và những em học sinh xuất sắc luôn đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế. Nhưng tôi vẫn không thể tin được hệ thống giáo dục của Việt Nam lại tốt đến thế và cũng không thể tin những em học sinh Việt Nam lại xuất sắc đến thế." Qua đó, nữ giảng viên người Philippines đã quan sát và học tập các kiến thức từ giảng dạy đến những điều thực tế nhất trong hoạt động giáo dục của Việt Nam. Chẳng hạn như cách quản lý giáo viên, quản lý học sinh, quản lý trường lớp, cách người Việt Nam nuôi dạy và giáo dục con cái hay cách người Việt Nam phối hợp nhịp nhàng giữa phụ huynh và nhà trường. Những trải nghiệm chân thật ấy đã khiến người giảng viên Philippines đã phải ngậm ngùi thừa nhận rằng rất ghen tị với Việt Nam. Đồng thời cũng rất thất vọng về đất nước Philippines của mình, nhưng rồi cô lại cũng rất hy vọng vào tương lai phía trước. Sở dĩ cô có nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy là vì giữa Philippines và Việt Nam vốn có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, con người và giai đoạn phát triển kinh tế. Nhưng dần dần, Việt Nam đã vượt trội hơn hẳn so với đất nước Philippines của cô. Đặc biệt là trong mỗi chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, không chỉ trong năm 2022, nơi điểm trung bình của học sinh Việt Nam là 468 điểm, cao hơn nhiều so với 353 điểm của học sinh Philippines. Trong các năm PISA 2012, 2015 và 2018, điểm số của học sinh Việt Nam cũng cao hơn hẳn so với Philippines và nằm trong nhóm top đầu thế giới. Còn Philippines luôn xếp lẹt đẹt trong nhóm cuối. Không chỉ có vậy, Việt Nam còn được xếp hạng cao hơn mọi quốc gia đang phát triển khác, thậm chí là còn vượt xa một số quốc gia có nền kinh tế top đầu thế giới. Ngoài ra, trong các kỳ thi quốc tế khác, chẳng hạn như kỳ thi Olympic hay IOM, những học sinh sinh viên Việt Nam cũng luôn là gương mặt quen thuộc trong top đầu, giành được rất nhiều huy chương vàng trong các kỳ thi toán, vật lý, khoa học, công nghệ thông tin. Nói chung, những học sinh sinh viên Việt Nam luôn đạt được những thành tích xuất sắc ở trong top đầu, trong khi Philippines thì hầu như vắng bóng tại các cuộc trường đua quốc tế. Vậy các bạn có thắc mắc nhờ công thức thành công của Việt Nam là gì không? Trong chuyến tu nghiệp ở Việt Nam lần này, nữ giảng viên Philippines đã nhận thấy những tác động của chất lượng giáo dục chính là chìa khóa cho sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong những thập kỷ qua. Những gì Việt Nam có không chỉ là một hệ thống hoạt động hiệu quả từ trên xuống dưới, mà chính là một xã hội đã cùng nhau đặt hệ thống giáo dục lên trên hết và đóng vai trò là chiếc la bàn định hướng cho hoạt động giáo dục quốc gia. Theo đó, chính phủ Việt Nam luôn đặt ra những định hướng phát triển, dù đôi khi không thành công, nhưng họ vẫn nhận lại được những sự hưởng ứng và giúp đỡ nhiệt tình từ cộng đồng địa phương. Từ những người bình dân nhất đến những doanh nhân, doanh nghiệp đều rất háo hức tài trợ đầu tư và tham gia thực hiện các dự án của chương trình giáo dục, với mong muốn mang đến chất lượng học tập ngày càng tốt hơn cho con em của mình và tất cả mọi người. Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự kỷ luật và phối hợp vô cùng ăn ý từ giáo viên đến phụ huynh học sinh. Tất cả họ đều hiểu rõ rằng giáo dục sẽ đóng góp như thế nào cho tương lai của đất nước và cho tương lai của con em họ. Trong khi hầu hết học sinh Philippines đều có thành tích học tập tương đối kém,
vì nền giáo dục nước này còn nhiều hạn chế, thì học sinh Việt Nam lại vô cùng xuất sắc trong nhiều môn học khác nhau, thậm chí đến cả trình độ tiếng Anh, điều mà học sinh Philippines luôn tự hào từ một quốc gia nói tiếng Anh cho đến nay cũng không còn được gọi là lợi thế trước học sinh Việt Nam. Nữ giảng viên đã không giấu được sự thất vọng và khi chia sẻ, mọi đứa trẻ Việt Nam hiện nay dường như đều phát triển trí tuệ tốt hơn những đứa trẻ của Philippines cùng trang lứa. Tất cả những điều đang diễn ra tại Philippines như ngày nay đều là vì chúng tôi đã thiếu đi sự hỗ trợ từ chính phủ, từ nhân dân, từ cộng đồng xã hội và cả từ những bậc phụ huynh. Nếu muốn nền kinh tế Philippines được cải thiện, chúng ta phải củng cố lại toàn bộ hệ thống giáo dục. Các quan chức chính phủ phải đặt lợi ích và chiến thắng nhanh chóng của mình sang một bên, và thay vào đó là cam kết thực hiện các chính sách dài hạn và bền vững. Đây chính là điều mà Việt Nam đã làm từ lâu khi đã cam kết thực hiện ngay từ những năm 90 khi tìm cách để hiện đại hóa hệ thống giáo dục và là chất lượng của đất nước nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững. 63 tỉnh thành của Việt Nam đều đã được trao quyền trong việc phân bổ ngân sách cho giáo dục. Có lẽ đến lúc chúng ta phải làm điều tương tự trong việc phân cấp hệ thống giáo dục của mình. Thật ra, ở Philippines cũng có một số trường học có điểm hiệu suất trong mỗi kỳ thi PISA khá cao. Đó là những trường có hệ thống tin tưởng vào hiệu trưởng và giáo viên trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý giáo dục tương tự như là Việt Nam. Thế nên mới nói, chắc hẳn những ngày ở Việt Nam là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với nữ giảng viên. Bởi lẽ khi chứng kiến một quốc gia ngay cạnh đất nước mình, tương đồng với đất nước mình, thậm chí từng nghèo khó hơn đất nước của mình rất nhiều. Nhưng giờ đây, Việt Nam lại như một tấm gương phản chiếu những khả năng mà Philippines luôn khao khát đối với nền giáo dục của họ. Có lẽ nữ giảng viên luôn ôm trong mình một ước mơ nhỏ nhoi rằng sẽ có một ngày đất nước Philippines của cô cũng quyết tâm dồn hết tâm huyết và sức lực vào việc xây dựng một nền giáo dục để có thể làm được những điều tốt đẹp, tự tin ngẩng cao đầu trên trường quốc tế giống như Việt Nam. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để giúp Bảo Thông Thái sớm đạt 60.000 lượt đăng ký nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Bảo Thông Thái.